Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm trước thì theo yêu cầu của anh Hoàng, Ngọc Hoàng nhé, thì anh có gửi cho mình một câu hỏi là phải giải đáp là như thế này. Là khi dừng đèn đỏ, ví dụ như này, khi dừng đèn đỏ thì nên để D hay là để ra số mo, để N. Đấy. Thì thực sự đây là một cái câu hỏi mà mình nghĩ quá là hay luôn. Thì với cá nhân mình ấy, thì mình chỉ dám chia sẻ thôi, chia sẻ với anh Hoàng với cả các bạn rằng là với kinh nghiệm của mình, ví dụ như là đèn đỏ, khi mà mình đi nhá, mình gặp một cái đèn đỏ khoảng 15-20 giây chẳng hạn, thường là thế, thì thông thường là mình sẽ để D. Ví dụ đang đi như thế này, gặp đèn đỏ. Đấy. Đấy, còn khoảng 20 giây thì mình dừng lại thế này ạ. Sau đấy giữ nguyên, sau đấy là tiến lên. Đó. Cái lý do mà mình dừng như vậy thì là cũng rất đơn giản thôi. Một là cái số lượng giây nó cũng không phải quá dài. Cái thứ hai là cái hộp số tự động thì bao giờ nó cũng có thiết kế cái bộ trượt ma sát, ly hợp ma sát ở trong rồi, cho nên cũng không sợ. Nó sẽ ở cái chế độ dừng như vậy thì sẽ không sợ là nó hỏng hộp số hay như thế nào đâu, xe nó thiết kế như vậy rồi. Tuy nhiên nó sẽ xảy ra một cái trường hợp là như thế này, nếu như chúng ta để D trong một cái thời gian lâu á, thì giả dụ chúng ta có quên một cái gì đấy, nhỡ ví dụ lơ đễnh một cái gì đấy, điện thoại alo rồi quên cái lại đạp bột phát, nhỡ hay chân ga chân phanh lại loằng ngoằng, cái lại nó bột phát là thôi đấy, thảm họa xảy ra luôn. Từ người điên đến xe điên là có câu chuyện luôn. Thì đối với những khi mà dừng lâu, ví dụ dừng 50 giây thậm chí 90 giây, thì với mình thì mình hay ra N và mình giật phanh tay lên như thế. Đấy, và chờ xong ạ. Đấy, chờ xong. Thì thông thường đối với cái những mẫu xe mà không được trang bị phanh tay điện tử ấy, thì mình sẽ vào D, hạ phanh tay xuống rồi lại từ từ đi. Nhưng với những cái mẫu xe lại có cái trang bị cái hệ thống phanh tay điện tử như thế này, và khi bạn đã thắt dây an toàn rồi thì bạn chỉ cần vào D thôi, bạn thả ra nhẹ chân ga thôi nhé, nó lại lên. Đấy. Thì đấy là cái kinh nghiệm của mình để D hay là để N đó. Nhưng mà với các dòng xe hiện đại ngày nay nữa, thì khi mà chúng ta dùng cái brake hold này, màn hình đã hiển thị đấy ạ. Em xin lỗi các bạn nhé, bởi vì quay liên tiếp mấy clip cho nên là cái lượng xăng cũng chưa kịp đổ, chứ không phải là tiếc tiền xăng đâu. Nhiều khi quay triền miên từ sáng đến tối luôn, là quay luôn, sẽ tính được cái km nó cũng vừa báo thôi, chứ không phải là tiếc tiền xăng. Đấy. Thì đó, như thế này, brake hold khi mình dừng lại. Đấy. Rồi, đã hiển thị rồi đúng không ạ? Thả chân ra thì nó cũng không lo đâu. Đấy. Nhưng mà nếu như chúng ta đạp phanh nhá, thì nó lại nhả đấy. Thế cho nên đối với các cái dòng xe như thế này thì kinh nghiệm của mình, nếu mà dừng lâu quá ấy, thì brake hold, nhưng mình vẫn trả nở cho nó lành. Có một số ý kiến có chia sẻ rằng, mình cũng biết rằng là ở đèn đỏ chúng ta về P như thế này thì thực sự đây không phải là cái thói quen của mình. Bởi vì với một cái xe như cái xe HRV này chẳng hạn, và cũng rất nhiều xe ngày nay, thì khi mà về P ấy, đây, cái khóa như này, thì thứ nhất ấy là cái cửa này nó sẽ mở ra. Tất nhiên chúng ta có thể bỏ cái chế độ này đi bằng cách là cài đặt trong cái menu, thì cái đấy không khó. Nhưng mà rõ ràng chúng ta vừa muốn về P để tiện dụng, lại cửa lại mở để xuống cho nhanh chẳng hạn, thì rõ ràng là khi dừng thì lỡ cửa phía sau lại có người mở ra, hoặc cốp phía sau, hoặc vân vân gì đó, nó sẽ dễ xảy ra những cái tình huống mất cắp. Nhưng mà có một cái nữa là về P như thế này này, nó cũng có những cái là rõ ràng là mình dừng đỗ là an toàn rồi đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng dừng đèn đỏ nó chỉ dừng tạm thời thôi. Nhưng nhỡ mà có cái xe mà lại đâm đoàng cái đằng sau cái, thì nó có thể ảnh hưởng đến cái hộp số, hỏng hóc đến đâu thì thực sự là cũng mình cũng chưa có một cái trường hợp thực tế nào, cho nên mình cũng chưa thể kiểm chứng được. Nó có thể gãy cái chốt P, cái chốt chế độ parking này, rồi là gì đó, thì mình sẽ chưa có một cái thực tế nào đó. Nhưng mà có một cái là nếu như lại có một cái tình huống như thế này, để N đúng không ạ? Khi chúng ta đạp phanh như thế này, nên phải nhớ đạp phanh nha các bạn nhé. Thì có một cái xe đằng sau nó đâm đoàn cái, mà cái lực phanh của chúng ta giữ không tốt ấy, thì mình phi ra giữa ngã tư, đoàng phát là mình thôi, mình phi ra giữa ngã tư thì có một cái xe tải nào đấy hoặc cái xe to nào đấy đang chạy rầm rầm qua thì thôi đấy, và chạm hông thì mình được bảo vệ rất kém thì thôi, khả năng lên đường thì cũng rất là cao. Đấy, nó cũng có một cái ý kiến như thế. Cho nên với cái kinh nghiệm của mình đúc kết lại là như thế này: khi mà dừng ở đèn đỏ rất lâu ấy, thì thông thường mình sẽ chốt lại là mình sẽ để nở và giữ phanh, giữ cả phanh tay cả phanh cho nó chắc. Bây giờ nguy hiểm lắm. Đấy, dừng đèn đỏ hôm trước có cái xe công ấy, dừng đèn đỏ là một cái doàng mất đằng sau ấy. Đấy, thì mình vẫn giữ chắc như này thì cái khả năng giảm bớt cái khoảng cách mình phi ra phía trước ấy, thì nó giảm bớt đi thì cũng giảm thiểu được cái rủi ro. Còn nếu như trường hợp mà số lượng dây dừng ngắn quá thì mình vẫn để D, nhưng phải giữ phanh chân chắc. Nói chung là chắc cú. Tất cả những cái vấn đề này là vấn đề an toàn, mình sẽ phải kiểm soát cái rủi ro. Còn sẽ không có một cái sự tuyệt đối nào cả. Và đối với mình thì mình sẽ không bao giờ về P khi mà dừng đèn đỏ. Điều đấy là chắc chắn. Còn các bạn, thói quen của các bạn như thế nào? Hãy vui lòng chia sẻ bên dưới clip cho chúng tôi để chúng tôi có thể nắm được nhé. Và khi chia sẻ thì rất mong các bạn chia sẻ giải thích thêm tại sao như vậy, để chúng ta cùng giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.